là cái bánh lọt mình đã vừa làm xong rồi nè các bạn. Đây là cái bánh lọt ha. Đây là cái nước cốt dừa mình cũng đã khuấy xong rồi nè, để ăn chung với cái bánh lọt đó nha các bạn. Còn đây là cái nước đường nè các bạn, nước đường mình nấu ăn đường phèn á. Còn đây là cái nước đá ha, với bánh lọt ha. Thì bây giờ mời các bạn theo dõi cái video cái cách làm bánh lọt của mình mà không cần bột gạo, bột năng luôn nha các bạn. Rất là ngon luôn nha. Mời các bạn theo dõi video của mình nha. Quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mai Vàng Channel ha. Hôm nay mình sẽ đổ bánh lọt bằng bột rau câu nha các bạn. Đây là cái bịch bột rau câu nè, mình sẽ đổ với 1 lít nước nha. Thì đây là bịch bột rau câu ha. Còn đây là cái lá dứa để hồi mình bỏ vô cho nó có màu, lên màu xanh đẹp nha các bạn. Còn đây là nước cốt dừa nha. Thì trước tiên á, là bây giờ á là mình sẽ pha cái bột rau câu này cho nó tan ra rồi mình mới bắt lên bếp mình khuấy nha các bạn. Mời các bạn theo dõi video của mình nha. Cho khoảng 800 ml nước vào nồi nha các bạn. Tại vì cái bịch bột rau câu của mình nó là đổ 1 lít nước, nhưng mà theo hướng dẫn thì đổ 1 lít nước, nhưng mà một hồi mình có còn có cái nước lá dứa nữa nên mình cho vào đây 800 ml nước thôi nha. Rồi bây giờ mình cắt cái bịch bột rau câu ra rồi nè các bạn, giờ mình cho vào trong đây ha. Rồi, bạn khuấy đều cái hỗn hợp này lên ha, cho nó tan ra nha. Rồi mình để đây ha, thì bây giờ mình sẽ đi xay lá dứa nha các bạn. Rồi mình sẽ cho 100 g lá dứa vào trong cái cối á, mình xay mình vắt nước nha các bạn. Đó. Đây là 100 g lá dứa mình rửa sạch rồi nha. Đó. Mình cho vào đây khoảng 200 ml nước nha các bạn, là vừa đủ một lít nước luôn đó. Đó, bây giờ mình sẽ xay cái hỗn hợp này ra nha. Mình sẽ xay hỗn hợp cái lá dứa này, xay nhuyễn ra nha các bạn. Lá dứa mình đã xay nhuyễn rồi thì bây giờ mình sẽ cho ra thau, mình cho vào một cái túi mình vắt cái nước này ra nha các bạn. Túi này nè, cái bột rau câu mình đổ ra nó tan rồi nè các bạn, thì cái nước lá dứa mình cũng đã vắt xong rồi ha. Thì bắt đầu mình sẽ cho lên bếp mình khuấy cái rau câu này ra nha các bạn. Rồi mình cho cái nồi rau câu lên trên bếp các bạn, thì bây giờ mình sẽ nấu cái rau câu này nhé. Thì mình phải lấy cái giá bạn, mình khuấy đều ha, cho cái rau câu này nó tan cho đến khi nào nó sôi lên là được nha các bạn. Cái nồi và bột rau câu các bạn nó sôi lên các bạn, giờ mình cho lá dứa vào nha các bạn. Mình cho lá dứa vào khuấy đều lên nha. Cho màu lá dứa vào rồi nè các bạn. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ đổ rau câu, đổ cái này ra làm cái bánh lọt nha các bạn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đổ ra làm bánh lọt ha. Chuẩn bị một cái thau nước đá, bạn mình cho một ít nước vào trong đây ha. Thì bắt đầu mình chuẩn bị sẽ cho bánh lọt ha. Đây bên đây là cái nồi mình nấu nè các bạn. Đó, cái đây là cái nồi mình nấu rau câu hồi nãy ha. Thì bây giờ mình sẽ rây qua cái này cho nó lọt xuống dưới cái nước đá nha các bạn. Mà mình lượt cái rau câu ra giống như bánh lọt rồi nè các bạn. Bạn thấy không, nó cũng ngon y chang như bánh lọt luôn các bạn. Mình lượt qua cái khay á các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu pha nước cốt dừa và nước đường để mình ăn cái rau câu bánh lọt này nha các bạn. Đó, thấy giống y chang luôn không, rất là ngon luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ pha nước đường nha, nước cốt dừa nha các bạn. Mình khuấy nước cốt, mình cho cái bột năng thôi, cho bột năng vào trong cái nước cốt dừa giống như mấy cái món làm nước cốt dừa, mấy món chè thôi ha. Thì mình quậy cho nó sôi lên, đừng có để cho cái bột năng nó đóng ở dưới đáy thì nó bị khét nha các bạn.
cái bánh lọt là màng rau câu mình cũng đã làm xong rồi nè các bạn, đây là bánh lọt ha, còn đây là nước cốt dừa mình cũng đã khuấy với bột năng rồi nè các bạn. Thì còn đây là nước đường ha, nước đường mình nấu đường đường phèn á nha các bạn, còn đây là nước đá ha. Thì bắt đầu mình chuẩn bị sử dụng ăn cái món bánh lọt này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái bánh lọt này vào trong ly ha, mình cho vào trong nửa ly thôi nha các bạn. Đó. Thấy lọt đó. Rồi mình sẽ cho một muỗng nước đường vào đây nha các bạn. Rồi mình sẽ cho vào trong đây một muỗng nước cốt dừa nha các bạn. Sau cùng là mình xúc đá vào mình cho lên trên mặt nha các bạn. Cho nước đá vào ha. Trên bánh lọt nè các bạn là bằng rau câu các bạn, nước đường ha, nước dừa hay nước đá, giờ mình khuấy lên nha. Đó. Đây là nước cốt dừa nha các bạn. Đó. Rồi mời các bạn ăn món bánh lọt rau câu với mình nha, mình nếm thử một miếng nha các bạn. Rất là ngon luôn các bạn, nó không thua gì là cái bánh lọt rau câu mà bánh lọt mình làm bằng bột gạo đâu nha các bạn. Rồi mời các bạn nha. Rất là ngon, là bằng cái bột rau câu mà nó dai dai ăn rất là ngon luôn các bạn. Các bạn thấy thích thì làm thử đi, rất là ngon luôn nha. Nước cốt dừa này mình làm bằng cái nước cốt dừa, bằng cái dừa xay ra các bạn, nó rất là ngon luôn, nó béo lắm. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình tới đây nha. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like, một subscribe, một comment bên dưới động viên tinh thần mình làm video nha. Mình rất thích làm video luôn nha các bạn. Cái con bánh lọt các bạn nó vừa dai dai giòn giòn, cái rau câu bạn ăn rất là ngon luôn á. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Cái bánh lọt mình đã vừa làm xong rồi nè các bạn. Đây là cái bánh lọt ha. Đây là cái nước cốt dừa mình cũng đã khuấy xong rồi nè, để ăn chung với cái bánh lọt đó nha các bạn. Còn đây là cái nước đường nè các bạn, nước đường mình nấu bằng đường phèn á. Còn đây là cái nước đá ha, với bánh lọt ha. Thì bây giờ mời các bạn theo dõi cái video cái cách làm bánh lọt của mình mà không cần bột gạo bột năng luôn nha các bạn. Rất là ngon luôn nha, mời các bạn theo dõi video của mình nha.